Nhân tiện hôm nay nhà mình có cháo trai thì mình sẽ làm thêm món quẩy để ăn kèm cháo trai. Cháo trai mà không có quẩy thì mất đi hết 40% của cháo trai. Men thì hôm nay mình sẽ dùng cái men vàng này. Mình sẽ cho cái men vàng vào nước để cho nó nở ra trước. Và sau đó mình sẽ trộn bột. Mình sẽ lấy 150ml nước trước. 150ml. Và sau đó mình sẽ bóc cái gói men. Lấy 1/3 gói men để chờ cho nó nở ra. Nếu mà men không nở thì các bạn có thể cho thêm một chút đường vào để kích men. Đã được 1/3, 3g. Phần còn lại thì ngày mai mình sẽ làm bánh mì Hàn Quốc. Nếu cái men không dùng hết thì các bạn cuốn kín vào cái bằng cái ni lông cục đồ ăn và cho vào trong ngăn góc tủ lạnh. Dùng 300g bột. Mình sẽ dùng cái loại mà tôm không hộp. Mình sẽ cho thêm 10g đường, tí xíu muối. Trộn đều lên. Và sau đó mình cho thêm 10ml dầu ăn. Dầu của mình dùng hôm nay là dầu ô liu. Đúng 10g. Sau đó mình trộn bột đây. Và cho men vào trong này. Cho men và nước vào trong. Mình cho vào máy đánh bột. Đầu tiên mình vặn nắp 1, sau đó mình vặn nắp 2. Mình nhấc lên và trộn đều. Mình để xem cái nước nó có vừa không. Nếu không vừa như thế này này là có thể mình sẽ phải thêm cho thêm một chút nước nữa. Nước các bạn cho vào thì các bạn chỉ nên dùng thìa cho vào một chút một thôi nhá. Không nên đổ nhiều vào, cứ một thìa một. Và bây giờ lại chạy tiếp. Vẫn thấy bột khô thì mình sẽ cho thêm một thìa nữa. Đánh bột bằng máy thì các bạn nhồi cho mình là 20 phút và nhồi bằng tay cho mình thêm 30 phút nữa. Tổng cộng là nhồi tay và nhồi bột là 50 phút. Và sau 20 phút nhồi bằng máy thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình nhồi bằng tay. Sau khi nhồi bột 30 phút, bằng tay mình bắt đầu để bột nhì khoảng 1 tiếng và lấy cây giấy màng bọc thực phẩm che vào. Trước khi ủ bột, các bạn lấy dầu ô liu xoa đều quanh cục bột và sau đó lấy ni lông ủ vào. Sau khi ủ 1 tiếng, nó đã nở lên gấp rưỡi, sau bây giờ mình lấy ra. Bạn ủ lấy bột ra thì bạn cho chút bột áo xuống bạn. Sau khi lấy bột ra và nhồi qua tay, để cho cái bột nó không bị dính thì các bạn cắt bột ra làm đôi và nửa còn lại thì các bạn bọc lại giúp mình cho bột nó không bị khô và lấy cái cây lăn để lăn bột. Các bạn lăn từ giữa lên trên và xoay lại, lăn từ giữa xuống dưới chứ tuyệt đối không lăn là từ dưới lên trên hay là từ trên xuống dưới một đường nha. Mình sẽ lăn làm hai đường, từ giữa lăn lên trên và từ giữa lăn xuống dưới giúp mình. Các bạn lăn bột cho mình cho độ mỏng của bột còn 0,5mm. Và sau đó mình sẽ chia ra theo những các kích cỡ bằng nhau, theo những hình dài chữ nhật, nhỏ. Tùy kích cỡ bạn chọn nhé. Bạn thích quẩy to thì bạn làm size to, bạn thích quẩy nhỏ thì bạn sẽ làm size nhỏ. Các bạn nhìn thấy không? Nó mỏng mỏng rồi đây này. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái cây que xiên thịt dài để tí mình sẽ chia ranh giới cái quẩy ra ở giữa. Bây giờ mình cắt hình chữ nhật dài xuống, các bạn có thể thấy dài xuống rất là nhỏ và xinh. Không cần phải to đâu, vì lát nữa khi mình chiên là nó sẽ nở ra.
Các bạn có thể thấy trên hình, trên bàn rất là nhiều hình thù vì con mình nó tập làm nên là có rất nhiều hình thù khác nhau. Và đây là cách tạo hình của ra một cái quẩy. Các bạn nhìn thấy không? Đầu tiên các bạn sẽ lấy một miếng bột hình chữ nhật. Các bạn để ra và lấy cái que xiên thịt ấn nó xuống ở giữa để chia làm ranh giới. Và úp cái ranh giới đấy xuống. Các bạn lấy một miếng bột khác đặt lên trên cái miếng bột bạn vừa dính và lấy cái que xiên thịt ấn vào giữa. Thế là mình có một cái quẩy rồi. Rất là dễ các bạn ạ. Cực kỳ dễ. Trẻ con nhà mình cũng làm được luôn. Và cái bột này, cái quẩy này thì không cần cho bột khai, không cần phải cho các phụ gia gì khác. Chỉ có rất là đơn giản, chỉ bột mì, men và nước. Thế là xong cái quẩy để cho vào nồi cháo rồi. Chiên quẩy, các bạn cho chảo lên bếp, chờ nóng chảo và sau đó đổ nhiều dầu, khoảng nửa nồi dầu vào trong mình. Nếu các bạn không tiện thì có thể lấy một cái nồi nhỏ như của mình này thôi, chỉ rán 2-3 cái quẩy, nhưng mà cái lượng dầu ở trong cái nồi nhỏ này thì nó cũng rất là ít. Dùng xong thì mình có thể đổ đi, nó không bị phí, còn hơn là dùng nửa một cái chảo to và đổ nửa cái chảo dầu to. Khi mà mình dùng xong không làm gì nữa, đổ đi rất là phí. Khi dầu nóng rồi thì các bạn cho quẩy vào. Trước khi cho quẩy vào thì các bạn kéo dài cái cục bột ra và cho vào. Nhớ đảo thường xuyên, nhớ lật thường xuyên để cho nó chín đều. Không thì nó rất là dễ bị cháy. Các bạn phải canh và đảo, lật bên này lật bên kia thường xuyên thì canh quẩy không bị cháy. Thành phẩm của mình sau khi đã chiên xong. Thật là dễ để làm món quẩy mềm phải không các bạn? Bạn nên nhớ cái quẩy này chỉ là quẩy mềm, không phải là quẩy giòn nhé. Quẩy này để ăn với cháo phở rất ngon. Và đây là sự kết hợp giữa quẩy mềm và cháo chai của nhà mình ngày hôm nay. Mời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.